đây mẹ mẹ bánh tật sơ một rút ở lâu quá đó mẹ hoa mẹ đó mẹ bay ra rô hơi sơ đây rô phần đầu rô mà sọp hay chưa nè đây ní rô hay chưa rô mà sọp đây nè sơ mọt đây anh ấy đây nhầm rô hơi mấy phê chô mô tổ bóng ở bàn thó đấy đây ní rô hơi rùi cháy rô ràng cụp nữa vì anh ấy bị sọp đây cũng ấy trong đá bật phơm xa tiết cho bà rồi đi sọc hai ấy nó sẵn bị khai ngày mùi hạ buôn rồi hỏi cháy là nó rõ này tiết cho mơ cam thiệp để rõ còn là hai chim bạc thọt tích với đưa ra đây là lẹ làm ơ nhưng hai chim sang ban thọt đưa ra thì đây là lẹ này đây sẵn không bông rồi không bông mà nó cũng vui bị khai phun kinh kế từ đây tới trong đáy là nó hàm mùi hàm muốn nó chỉ mơ pê đò pê rất là mới nhìn không có tiền là em làm là cái ai chân lê chân ai một tháng là bạn đây chơi nè thì thôi mày không ra cho nó ta chứ còn tắt tay còn hàn lệch đâu chơi trong lửa mẹ cho đá và nick mà đặc biệt rồi đấy.